Chào cả nhà. Xin chào. Cả nhà ơi, hôm nay á hai chị em mình đang ở Việt Nam thì được cậu mợ mình cho hai cái mục măng thiệt là to luôn. Hôm nay á mình dự định là sẽ bào măng này ra cho mẹ mình là ngâm chua, nấu canh cá hả Phượng? Cái canh cá. Mình thích ăn canh chua măng cá ngon lắm. Mình thích ăn canh chua măng cá lắm. Ở bên Pháp thì làm gì có mà ăn hả cả nhà. Nên hôm nay mình sẽ bào cái mục măng này ra. Hai cái mục măng này hồi nãy mình cân thử á, là hai mục này được 4 kg đó cả nhà. Nặng ghê. Nặng ghê. Thôi giờ gọt hết đi. Dạ. Măng sau khi bào xong, mình phải rửa sạch nhiều lần với nước để cho nó sạch cái mủ. Kế đến mình vo gạo để lấy nước muối măng. Sau đó, mình bỏ đường, muối hơi mặn mặn, ngọt ngọt, giống như mình muối cải chua vậy đó cả nhà. Cả nhà ơi, măng của mẹ mình đã chua rồi. Sau 3 ngày thì nó chua rồi nè cả nhà. Bây giờ mình sẽ gấp ra. Hôm nay mẹ mình sẽ nấu món canh chua cá. Rất là hấp dẫn luôn đó nha. Măng này là ở nhà làm thì mình yên tâm rồi. An toàn vệ sinh thực phẩm ha, vừa tươi ngon mà vừa hợp vệ sinh nữa. Mỗi lần mẹ mình về Việt Nam là đều làm cái món này hết cả nhà. Mua ở ngoài người ta ngâm người ta hay bỏ những cái hóa chất để cho nó làm trắng đó cả nhà. Sợ lắm, ăn mấy cái đó sợ lắm. À, cả nhà thấy ngon chưa? Cái này gọi là bắp chuối hột bao tử đó cả nhà. Hôm nay á, nhà mình nấu với bắp chuối hột. Ở bên đây mẹ mình đang kho một cái nồi cá bông lau thiệt là ngon luôn cả nhà. Về đây mới được ăn cá bông lau tươi ha má ha. Chứ bển toàn ăn cá đông lạnh không. Mà cá đông lạnh nó bển á cả nhà, nó hôi mùi cỏ lắm. Ít khi mình ăn á. Lâu lâu mình thèm mình ăn thôi. Mình xào thơm với cà chua, nêm đường và hạt nêm vào. Sau đó cho măng vào xào nguyên thấm. Đúng cho hai má mình xào thì nó thấm ra. Nó mất cái mùi. Xin chào cả nhà. Xin chào. Cả nhà ơi, hôm nay mẹ mình nấu món canh chua măng với lại cá. Măng này là măng chua, ở nhà mình tự làm luôn. Còn cái này là cá bông lau kho, rồi cá luộc. Xin mời cả nhà cùng ăn cơm chung với gia đình mình nhé. Xin mời. Xin mời. Mình thèm nhất là cái món. Mình ăn măng trước. Mình rất thèm món này. Món cá kho của bà ngoại. Trời. Em thích ăn món này. Mỡ á. Ừ. Mỡ cá béo ngon. Măng trước.
Thèm đau. Ăn tiếp. Mình là vô mình ăn măng trước cả nhà ơi. Măng với bắp chuối. Ở đây đậu bắp nó nấu nó không bị nhớt. Đúng rồi, bên mình đậu bắp nhớt đây. Ở bên nước ngoài cả nhà cái giống đậu bắp kỳ lắm. Nấu nguyên cái nồi canh nó nhớt. Đổi lên nó có sợi á, nó nhớt trong nồi canh này. Cái giống nó khác của bên mình. Bên Mỹ cũng vậy mà bên Pháp cũng vậy cả nhà. Quá ngon. Măng làm quá ngon còn thơm ha. Chua vừa phải. Mẹ mình nấu ăn ngon lắm cả nhà. Ngon. Căng ngang căng chua măng ngon thơm. Thì sáng ta nói bắp chuối, bắp chuối gì cũng quên. Bắp, ăn bắp chuối, chuối hột. À, chuối hột bao tử. Bắp chuối bao tử. Bắp chuối bao tử, mình ăn chuối hột. Nhìn nhìn mắc cười lắm. Lần đầu tiên em thấy. Cái dạng hoàng à. Cái dạng hoàng à, nó không giống như cái loại thường mình ăn. Nó dài cỡ khúc này nè, sáng đi chậm cái này khúc đi. Đưa mà chị, nếu mà đưa chị nhìn chị không biết nó là cái gì. Em thấy hoài, em đi chợ em thấy hoài mà em đâu biết là bắp chuối đâu. Hả? Lúc mà má đem về chị hỏi, ủa má này là cái gì vậy? Không biết. Tưởng là bẹ cao, bẹ dừa gì á. Mà nó ngon hơn cái loại dừa này nữa. Em thấy nó ngon hơn. Em thấy nó ngon hơn. Em thấy cũng vậy, chị thấy cũng không có gì đặc biệt hơn. Em thấy cũng vậy. Về căn bản là bắp chuối. Có thể nó hiếm lạ. Mà thấy nó bự ra. Nhưng mà thường cho bắp chuối hộp ăn tốt hay gì á. Chuối hộp ăn tốt. Chắc có lẽ vậy nó mắc hơn. Chuối hộp ăn tốt. Ngon. Ai mà ăn được mỡ cá là thích ăn cá bông lau lắm. Ủa? Hồi nào vô? Hồi nào mới nhờ nãy ăn thử. Em hả? À. Ngon không? Ngon. Chồng mấy con sợ mỡ lắm. Mà mỡ cá này là ngon thôi. Ăn mỡ cá tốt mà. Mỡ cá tốt đâu có bị cholesterol giống như là mỡ heo đâu. Đúng rồi. Cá biết ta bởi chị nướng cá hồi hay chứ không? Toàn xin da đi ăn. Da giòn 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 không mở. Ăn. Ăn thịt, ăn cá kho tổ. Thêm canh chua này là đúng bài luôn. Món này đối với tụi mình là giống như là được ăn tiệc đó cả nhà. Bên mình cá cái bông lau đông lạnh đó cả nhà ăn cũng ngon. Nên mình không giờ mình mua một vài lần rồi mình ăn mình thấy không ngon nữa thôi mình ăn món khác mình không thích. Dĩ phương này nó hôi cỏ, bên em thì không làm cách nào nấu cực mà ăn vẫn còn hôi. Bên em nó không có hôi cỏ nhưng mà nói chung là cá tươi thì ăn nó ngon hơn nhiều. Có những loại cá ăn nó thấy ngon. Măng chua bên chị nó bán một cái bữa nhỏ xíu à, mắc lắm, mấy đồng, đâu được mấy miếng đâu. Mà nói gì nói nha cả nhà, măng chua mà mình tự làm, má mình làm ăn ngon, vị nó chua vừa phải, đúng rồi, mà nó vừa bảo đảm không có chất bảo quản nữa, ăn có chất bảo trắng, măng chua làm có chất bảo trắng. Mà măng mình mua Việt Nam nông xè, nông chậm. Ngon. Bữa hai một măng mình bào non thiệt non. Chứ nhiều khi dân ăn trong cái hũ á, người ta bào già chổng luôn. Đúng rồi. Nên bữa cậu mở cho mình bào ngoài đó. Đúng rồi. Mang cậu mở cho. Mà ý em nói là ở Việt Nam đồ nó tươi. Ý chị nói là ví dụ như Việt Nam có đi mua thì đồ nó cũng là đồ ngon. Đồ ngon. Khi nó nhìn lên Đà Lạt á, người ta bán dọc đường á. Đó là tươi đó. Để dọc đường mà bán ha.
đi mua mấy đó vui ha, nhớ lại có kinh nghiệm. Chung giờ lại có vui của nó, bữa né có vui của nó, thấy không? Đúng rồi. Mỗi nơi nó có cái riêng của nó, không có nào mà một cái hết được. Đúng rồi, nó khác. Hai em của mình á đang nhắc lại kỷ niệm khi nhà mình đi Đà Lạt mấy năm trước. Trên đường về lại thành phố thì họ bày bán rất là nhiều sầu riêng với măng ở lề đường. Nhà mình ghé vào mua sầu riêng ăn và mua măng đem về cho mẹ mình muối chua. Cho béo măng. Vậy là anh sắp còn lau tươi lại. Thích rồi. Việt Nam á, nhà mình mỗi lần mà đi ra ngoài mũi né thường thường ăn cá bớp. Cái gì? Cá bớp em. Cá bớp mình mũi né ngon. Cá bớp kho, rồi canh chua, nấu lẩu, chiên, chú là cá bớp làm món gì cũng ngon. Ở Mỹ mình cũng có cá bớp cả nhà, mà mình ăn lần đầu tiên mình ăn còn được được, lần thứ hai nói chung là nó đông lạnh luôn á. Lần thứ hai ăn thấy ghê quá, rồi mình nghỉ ăn luôn. Lần thai một lần là mình ăn cái nó lên nó không vị nó. Cái mùi nó cũng giống mà cái thịt nó bở bở bở. Thì có một cái là mà nó đi mình lên cầu mà mua người ta câu cái gì? Bán cá sủ không? Đúng mà cá sủ. Cái bỏ xe nó kêu. Cá sủ đậm. Ngon quá trời. Ăn xong là mê ghiền. Mà đâu có cho bán. Đúng rồi. Mình phải đi mình người ta câu là mình câu là cho mình câu phải câu đi bán. Cái mắm nén á. Cô bán là những cái mại là nó khác nữa. Mình cũng no rồi đó cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã cùng ăn cơm với gia đình mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào. Nếu các bạn thích video của mình, xin hãy đăng ký, like, share và comment để ủng hộ tinh thần mình nhé. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.